Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay đi mang ưng gắn mái của mình đi khai vuốt đi săn ngày thứ hai nhé các bạn nhé. Đi sau mình đó là con bét mái bổi non này các bạn. Thằng cháu nó đã huấn luyện được 10 ngày rồi. Nay cho nó đi theo để nó khai vuốt thử xem được hay không. Rồi ok, bây giờ sẽ ra bãi các bạn. Cái bãi hôm qua săn rất là nhiều cò mà hôm nay có vẻ không thấy gì hay sao á, im lắm, không thấy cò bay. Chết luôn, hay quá mày ơi. Thế chứ. Đấy. Mổ à? Mổ cũng chết. Nên cũng rất nông. Một em lại nhá. Đây chỗ này thoang thoáng cho nó ăn nha các bạn. Xa quá mà vẫn dí, biết được không? Không biết. Xa tít mù khơi. Đâu rồi? Mày phát đầu dí ác thật. Gì? Đã tìm thấy chim đâu? Được không em? Ngay đây mà mình không thấy. À, được này. Dạ. Má còn là bốc. Bốc xà tít vụ khơi. À.
Mình tưởng ở đấy mình ném ra nó quay về. Ném thử vẫn dí. Ý giời ơi, hai em rồi. Mừng rồi. Đội kia đâu? Vừa về tới không? Không thấy. Tí nữa thì ăn được không? Cỏ chậm đi nữa thì phải chết. Mà nó rút chậm tí nữa thì... Nó rút chậm tí nữa thì con mình phi kịp không? Xa phết rồi. Gì? Anh đánh xa phết đúng không? Đánh một tỉnh mãi đâu kia mà. Ừ. Bay tới nơi con cò hoảng quá. Quạc 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 chui vào rộng. Đúng rồi. Anh vòng thăm thân cỏ đau rồi. Nó còn nằm nguyên trong này này. Gì? Đâu rồi? Sải à? Cho mẹ. Để anh Thách, từ từ để anh. Đứng yên Duy ơi. Ơ Khánh ơi. Anh chú nhìn mà yên tâm. Chết.
Mình cút. Bay rồi, quả đấy nó không có thế, nó cao quá. Được thật đấy, tưởng cũng được, được thật này. Anh em đang bảo xịt vẫn được đây. Không ai nghĩ là được quả đấy chứ bộ.